Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Sau 2 năm khai giảng trực tuyến vì dịch COVID-19, sáng nay, cùng với học sinh cả nước, gần 280.000 học sinh Đà Nẵng ở các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Lễ khai giảng được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Lãnh đạo thành phố đã đến dự và chung vui cùng ngành giáo dục thành phố trong ngày đầu năm học mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm học này, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố và đất nước, kiến tạo những giá trị giáo dục ưu việt theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực cốt lõi và năng khiếu của từng cá nhân, xây dựng nhà trường theo mục tiêu trường thân thiện, thầy sáng tạo, trò tích cực, nền nếp tốt, chất lượng cao. Năm học 2022-2023, tất cả chúng ta đã đứng trước xu thế toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ. Đây vừa là cơ hội to lớn cho sự phát triển, đồng thời cũng tạo ra những thách thức. Với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm của quý thầy cô giáo, sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của các em học sinh, tinh thần đoàn kết và đầy trách nhiệm của hội đồng sư phạm, chúng ta nhất định sẽ đạt được kết quả tốt trong thời gian này. Cũng trong dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và thị sát cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học qua. Bí thư Thành ủy mong muốn thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục phấn đấu duy trì những thành tích đạt được, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong năm học mới, giữ vững truyền thống là lá cờ đầu ngành giáo dục đào tạo của thành phố, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng hoa chúc mừng trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh nhân ngày khai giảng, kỳ vọng nhà trường sẽ có một năm học gặt hái được nhiều kết quả rực rỡ. Năm học này, trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh chạm mốc 70 năm xây dựng và phát triển. Với những giá trị truyền thống đáng tự hào, nhà trường định hướng phát triển theo hướng chuyển đổi số, thực hiện chương trình giáo dục 2018 với phương châm lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm cốt lõi, lấy xu thế của thời đại để định hướng tiếp cận. Năm học 2022-2023, nhà trường đón 1.381 học sinh lớp 10, chia thành 31 lớp. Lễ khai giảng năm nay được diễn ra trong niềm vui và sự háo hức của toàn thể thầy và trò sau 2 năm không tổ chức được lễ trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau một thời gian dài học online cũng khoảng là gần 2 năm rưỡi, thì khi mà đến trường thì năm nay có thể sẽ là học toàn bộ là offline, thì cảm xúc của em là rất là vui khi mình có thể trực tiếp giao lưu với các bạn bè và tương tác với các thầy cô một cách là chân thật nhất. Lễ khai giảng của thầy và trò trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, huyện Hòa Vang năm nay có sự tham dự và chung vui của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Bước vào năm học mới 2022-2023 này, trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ chào đón 484 học sinh vừa được tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có 8 em là đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn huyện. Năm học 2021-2022 vừa qua, trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 85%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt hơn 99%. Đồng thời, trường cũng đạt 34 giải học sinh giỏi cấp thành phố. Thực hiện cái chủ đề của năm học thì thầy và trò nhà trường đã tập trung xây dựng cái kế hoạch giáo dục của nhà trường để thực hiện chủ đề năm học. Trong đó tập trung thứ nhất là thực hiện cái chương trình sách giáo khoa mới 2018 đối với học sinh khối 10. Đối với nhà trường thì có 6 lớp học ban khoa tự nhiên và 5 lớp học ban khoa học xã hội. Còn đối với khối 11 và khối 12 là tiếp tục thực hiện chương trình sách giáo khoa cũ, thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch để mà nhiều cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học này bằng nhiều cái giải pháp cụ thể. Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đánh trống khai trường, đồng thời trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc thi tuyển vào lớp 10 của trường và các em học sinh vượt khó học tốt. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Lê Độ, quận Sơn Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo quận Sơn Trà và lãnh đạo nhà trường đã thành kính dâng hoa, dâng hương đến anh hùng Lê Độ. Với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Lê Độ đã thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm học vừa qua.
Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Lê Độ có 94 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.930 học sinh, trong đó có 575 học sinh lớp 6. Năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp 6, 7, chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, tận tâm với nghề, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Thì các con rất là hân hoan và bản thân mình là một phụ huynh, là một người mẹ cũng mong muốn rằng khi các con đến trường, các con tự trường năm học mới thì các con sẽ học được nhiều điều hay, điều tốt từ các thầy cô cũng như các bạn cùng lớp và hy vọng rằng sẽ không còn đại dịch trở lại để các con có cái niềm vui học đường được trọn vẹn nhất của tuổi học trò. Lễ khai giảng của trường tiểu học Hai Bà Trưng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà năm nay có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. Trong năm học vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, trường tiểu học Hai Bà Trưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đạt thành tích dẫn đầu khối tiểu học toàn quận. Trong năm học mới, trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh. Trưởng ban Nhân vận Thành ủy Lê Văn Trung đến dự và đánh trống khai trường tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Năm nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định có 37 lớp với 1.681 học sinh, trong đó có 511 học sinh lớp 6. Trường cũng được đầu tư xây dựng mới khối phòng học 3 tầng, trang thiết bị hiện đại, hoàn thiện theo hướng trường quốc gia. Trong năm học mới, thầy và trò nhà trường phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, triển khai sâu rộng phong trào dạy tốt, học tốt. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Tuyển cùng tham gia lễ chào cờ đầu năm học và đón học sinh lớp 6 vào trường. Năm học 2022-2023, quận Ngũ Hành Sơn có hơn 19.300 học sinh ở tất cả các bậc học, đón hơn 1.614 học sinh lớp 1, hơn 1.654 học sinh lớp 6. Quận đã dành nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các hạng mục của lớp học, phòng bộ môn, công trình vệ sinh, tạo không gian thông thoáng, sạch đẹp môi trường học đường. Ngành giáo dục quận chỉ đạo các trường thực hiện chủ trương ít áp lực, nhiều niềm vui để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui. Đến dự và chung vui cùng thầy và trò trường Trung học cơ sở Ngô Thị Nhậm, quận Liên Chiểu có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Ngô Thị Nhậm, quận Liên Chiểu đón 526 em học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.600 học sinh. Nhiệm vụ trọng tâm năm học của nhà trường trong năm học này được xác định là tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường cũng sẽ chú trọng giáo dục kỹ năng, tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Lễ khai giảng của trường chuyên biệt Tương Lai sáng nay có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đến dự và chung vui. Năm học 2022-2023, nhà trường có hơn 260 học sinh theo học, đa số các em bị khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển. Dẫu không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng trong vòng tay chở che cô gia đình, thầy cô, ngày đầu tự trường của các em học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Tương Lai vẫn trọn vẹn và đầy ắp yêu thương. Con cảm thấy rất là vui và cuối cùng sau 2-3 đợt dịch thì cuối cùng cũng được tới trường. Nghỉ học cũng vui, mà nghỉ học có bạn bè. Năm học 2022-2023, thành phố có gần 275.000 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Sau 2 năm khai giảng trực tuyến, không khí của ngày khai giảng năm nay vì vậy càng rộn ràng, náo nức. Các trường học đã tổ chức buổi lễ theo hướng tinh gọn, vui tươi. Hình ảnh các em học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 được chào đón vào bậc học mới đã 2 năm rồi mới quay trở lại, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên xúc động. Dặn cháu dậy sớm ạ. Dậy sớm chuẩn bị ăn đi học, đi lên trường sớm để khai giảng. Và cháu cũng háo hức lắm, dậy sớm ạ. Thấy hồi hộp với lại nhớ lại hồi xưa mình cũng đi học như vậy á. Ngay sau buổi lễ khai giảng, học sinh các bậc học, lớp học chính thức bước vào năm học 2022-2023. Năm học này, Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Đặc biệt, thành phố triển khai việc hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh, học viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi do dịch Covid-19. Bên cạnh việc miễn giảm học phí, thành phố có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh khó khăn, mỗi học sinh 150.000 đồng một tháng, thực hiện trong 9 tháng. Những giới sách nhân văn và khí thế ngày đầu năm học mới, hứa hẹn một năm học mới với nhiều quả ngọt với ngành giáo dục thành phố.